Ok, vậy thì trong phần này thì sẽ bắt đầu đi vào những cái chi phí liên quan tới labor cost ha. Thì trong labor cost á, thì cái chi phí mà lớn nhất nó sẽ là tiền lương. Tiền lương thì kỳ trước chúng ta có học một số từ rồi như là wages, salaries. Thì đây chúng ta sẽ làm quen một khái niệm mới nữa là remuneration. Remuneration này tiếng Việt nó sẽ là thù lao hả các bạn ha. Rồi, thù lao. Thì cái thù lao này nó sẽ là một cái phạm trù lớn hơn so với lại wages and salaries ha. Nhưng mà đôi khi trong bài toán chúng ta vẫn sẽ gặp là hai cái từ cũ của mình, đó là chữ wages và chữ salaries. Ok. Right. Rồi. Vậy thì trong ACCA á thì nó chia cái thù lao dành cho người lao động remuneration này thành hai cái system. Thứ nhất là cái system mà các bạn có thể quen hơn, đó là hourly rate system. Thì ở đây chúng ta chữ hour là giờ đúng không? Tức là chế độ làm việc theo theo giờ. System định nghĩa ha, định nghĩa chỉ có một dòng thôi cho nên các bạn ráng học những cái định nghĩa này. System where workers are paid by hours worked. Có nghĩa là gì? Cái system đầu tiên mà họ tính thù lao là họ sẽ tính thù lao theo thời gian làm việc. Thì bình thường chúng ta tiếng Việt ở Việt Nam là chúng ta nhận lương là theo theo tháng. Nhưng thực tế ra là chúng ta đang là theo nhận lương theo giờ đó, hourly rate system đó. Ở nước Chính vì vậy cho nên ở nước ngoài á, nhiều khi người ta nói hỏi lương á, thì người ta không không trả lời là lương hàng tháng, mà ta sẽ nói là một giờ người ta tìm được kiếm được bao nhiêu tiền ha. Đó là lý do tại sao có cái chữ này hourly rate system. Thì lương tháng của các bạn ví dụ làm việc giờ hành chánh và lương tháng á, thì nó cũng là hourly rate system ha. Rồi system thứ hai là thường cho các doanh nghiệp sản xuất, các cơ sở sản xuất, đó là piece work system. System where workers are paid based on the number of units produced. Đây là cái hệ thống trả lương mà sao? Theo sản phẩm. Ví dụ như bạn làm được từ 0 tới 500 sản phẩm thì lương của bạn là bao nhiêu đây? 500 tới 1000 sản phẩm lương bạn là nhiêu đây? Nó tính ra số lượng sản phẩm bạn làm được mỗi tháng hoặc là mỗi tuần thường là mỗi tháng. Rồi. Thì đương nhiên là các bạn là gì trong cái piece work system này bạn càng làm được cao cái số sản lượng, tại vì doanh nghiệp sẽ là gì, sẽ khuyến khích cái năng suất, cái hiệu suất của nhân công, cho nên bạn càng sản xuất được nhiều sản phẩm thì cái mức lương mà họ trả cho bạn cho mỗi một sản phẩm sẽ càng cao ha, Beast Work System. Rồi ok, vậy thì chúng ta có một cái đặc điểm của Beast Work System mà chúng ta phải nhớ ha. The more products you created within a time period, the higher your payment per product would be. Ok, tức có nghĩa là gì? Bạn càng nhiều làm nhiều sản phẩm. Ví dụ như là bạn làm từ 0 đến 500 thì mức lương của bạn chỉ là nhiều 10.000 đồng một sản phẩm thôi. Nhưng bạn làm từ 501 tới 1.000, mức lương của bạn sẽ lên là 1.200 đồng một sản phẩm. Thường những doanh nghiệp sẽ khuyến khích nhân công tăng năng suất theo cái tính chất này. Thì đây cũng có thể có trong những câu hỏi nâng cao của thầy ha, thì các bạn ghi chú lại. Ok, next. Rồi, đó là những cái mức lương cơ bản. Vậy còn những cái mức thù lao thêm á, thì mỗi một cái system này nó có một cái loại thù lao thêm điển hình. Nếu nói về hourly rate system thì nó sẽ là có cái shift allowances hay là còn gọi là overtime. Overtime là gì? Làm việc thêm giờ hoặc làm tăng ca. Extra bonus for extra shift taken, tức là nó chỉ quan tâm tới thời gian thôi. Bạn làm thêm bao nhiêu giờ nó trả bạn bấy nhiêu giờ. Và cuối cùng là output related pay, extra payment for work efficiency, producing more units than X units. Cái này cũng giống như cái hồi nãy thầy nói á, tức có nghĩa là gì? Cao output related pay này là một cái dạng thưởng chỉ áp dụng trong cái piece work system. Đó là gì? Bạn càng làm nhiều thì cái phần thưởng thêm của bạn càng cao. Ha. Ok. Đó là về remuneration. Ở đây có bốn cái từ rất là quan trọng ha. Thì bạn nên học định nghĩa của cả bốn cái từ này. Rồi. Vậy thì bây giờ nói đến thù lao và nói đến bonus thì thầy muốn giới thiệu một cái khái niệm nữa, đó là premium bonus scheme. Premium bonus scheme. Rồi, cái này là gì? Định nghĩa khung đầu tiên ha. Bonus for when workers can produce more than expected daily. Tức có nghĩa là gì? Các doanh nghiệp như hồi nãy thầy đã nói là thường nó sẽ là gì,
nó sẽ trả thêm tiền cho nhân công, à, nhất là những doanh nghiệp sản xuất mà dùng piece work á, thì nó sẽ trả thêm tiền cho nhân công nếu mà nhân công là làm việc hiệu quả hơn ha, nó sẽ thưởng thêm. Thì đây là một cái dạng bài tập mà chúng ta sẽ phải làm quen ở trong môn nền tảng kế toán 2 này, và sau này lên F2 chúng ta vẫn còn ha. Thì để giải thích cái premium bonus scheme này là gì thì chúng ta nên, tốt nhất là chúng ta sẽ làm thử một cái bài mẫu, đó là bài trang 112. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến cái bài tập này ha. Đây là bài tập trang 112 ha, đẩy lên một tí nữa. Đây, Premium Bonus Scheme. Đây là cái dạng bài tập khả năng cao là các bạn sẽ gặp trong kỳ thi hoặc là gặp dạng tương tự. The following data relate to work at a certain factory. À, là những cái gì? Những cái dữ liệu sau liên quan đến gì? Công việc ở một cái nhà máy. Đầu tiên chúng ta sẽ thu nhận đây là chúng ta có 8 hours normal working day. Vậy thì chúng ta thấy là gì? Nếu chúng ta tính vào thời gian thì cái đây nó sẽ là cái gì các bạn? Nó là hệ thống nào? Nó là piecework hay là hourly rate? Cái này chúng ta sẽ hiểu được là nó là hourly rate system. Vậy thì hourly rate nó có thể thưởng thêm được không? Vẫn được ha, tùy vào cái gì, cái năng suất của nhân công. Rồi, và chúng ta biết là gì? Basic rate of pay. À, rate of pay per hour có nghĩa là gì? Đây, cái cụm từ này có nghĩa là gì? Là mỗi giờ chúng ta sẽ được trả bao nhiêu ha? Bạn nhớ giúp thầy cái cụm từ này luôn. Rồi là $6 per hour. Vậy thì một ngày bình thường chúng ta sẽ được trả bao nhiêu? 6 nhân 8 là 48. $48 ha, $48. Rồi. Ở đây chúng ta có standard time allowed to produce one unit. Tức là gì? Mỗi một cái sản phẩm chúng ta làm ra chúng ta cho phép là mất bao nhiêu lâu? 2 phút. Ok. Và cuối cùng là chúng ta có cái chính sách gọi là premium bonus. Thì trong những cái dạng toán mà liên quan tới bonus á, thì chúng ta phải chú ý đến những cái chính sách là premium bonus. Premium là gì? Là làm tốt hơn bình thường. Những cái bonus nếu chúng ta làm tốt hơn bình thường là 75% of time saved at basic rate. Rồi, cái này có nghĩa là gì? Là đây là cái số tiền mà chúng ta sẽ, cái số tiền lương mà chúng ta được trả thêm nếu chúng ta làm nhanh hơn bình thường. Và đương nhiên là khi chúng ta làm nhanh hơn thì doanh nghiệp cũng muốn được hưởng lợi từ đó. Cho nên thường cái deal thì chúng ta sẽ không được 100% cái tiền thưởng, mà chúng ta sẽ được 75% cái tiền thưởng cho cái số thời gian mà chúng ta time save. À, ở đây có cái cụm từ time save. Đây là gì? Là thời gian chúng ta tiết kiệm được cho doanh nghiệp ha. Đây là gì? Thời gian chúng ta tiết kiệm cho doanh nghiệp. Rồi. Vậy thì cái thời gian tiết kiệm được cho doanh nghiệp này chúng ta sẽ tính bằng cách nào? Bằng cái việc là đây, 1 phút à, trung bình 1 2 phút thì chúng ta làm ra 1 unit. Nếu chúng ta làm được 1 unit với thời gian dưới 2 phút có phải là chúng ta tiết kiệm được thời gian cho doanh nghiệp không? Và chúng ta thấy là thời gian thì nó được trả bằng tiền. Thì tổng số thời gian chúng ta tiết kiệm được cho doanh nghiệp à nó cũng sẽ có thể được tính bằng tiền. Và doanh nghiệp sẽ thưởng chúng ta bằng gì? 75% lương cho chúng ta, thưởng thêm cho chúng ta với cái tổng thời gian mà chúng ta tiết kiệm được. Ví dụ ha, chúng ta tiết kiệm được doanh nghiệp cho doanh nghiệp 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ được thưởng là 6 đô nhân cho 75%, tức là bao nhiêu? À, 6 nhân cho 75% là tính thử ha. Đô nhân 75 chia. Chúng ta sẽ được thưởng thêm 4,5 đô cho mỗi tiếng đồng hồ chúng ta tiết kiệm được cho doanh nghiệp. Rồi, vậy thì câu hỏi đây gì? What will be the labor cost in a day? Các bạn nên chú ý câu hỏi vì có hai loại câu hỏi. Một là nó hỏi gì? Nó chỉ hỏi là premium là bao nhiêu thôi. À. Hai á, là nó hỏi tổng labor cost in a day, tức là đây là vừa cả phần thưởng lẫn gì? Lẫn phần basic luôn. Đó thì bạn nhớ cái chuyện này ha. Rồi, khi mà gì chúng ta làm được bao nhiêu, cái ngày đó chúng ta làm được bao nhiêu? 340 units. À, 340 units,
Thì thường đây lên ra thi thầy cũng sẽ cho các bạn ABCD để chọn ha. Rồi, vậy thì bài này chúng ta sẽ xử lý như thế nào? À, muốn biết được bài này, chúng ta sẽ phải làm những cái bước sau. Trước hết, chúng ta thấy bên này là giờ. Còn để làm một sản phẩm chúng ta cần là phút. Thì chúng ta phải có một cách nào đó để chúng ta quy đồng hết tất cả những cái đơn vị này. Thì đây, à, chúng ta thấy là gì? Đầu tiên á, chúng ta tính theo giờ á, nếu mà chúng ta chia từ phút ra giờ nó sẽ ra cái số thập phân rất là khó chịu. Thầy luôn luôn khuyên các bạn nếu mà gặp mà có hai đơn vị thời gian này chúng ta sẽ quy đổi hết về đơn vị thời gian nào? Đơn vị thời gian nhỏ hơn, tức là giờ chúng ta sẽ quy đổi thành phút. Vậy thì 8 hours chúng ta quy đổi thành phút là bao nhiêu? 480 phút. Đúng không? Lấy bao nhiêu? 8 nhân cho 60, đúng không? Rồi vậy thì khi mà chúng ta làm bài này chúng ta sẽ làm theo cách sau. Bước 1 á, chúng ta thấy là ngày hôm nay à công nhân làm được 340 units. Vậy thì để chúng ta biết được á, là cái anh công nhân này à, nó ảnh có là gì? Ảnh có tiết kiệm được cái thời gian cho doanh nghiệp hay không, để ảnh được thưởng hay không. À thì chúng ta phải xét được là gì? Tổng thời gian chúng ta cần làm 340 unit là bao nhiêu? Standard time là thời gian tiêu chuẩn đúng không? Trên này nè, standard time nè là bao nhiêu? Thì lấy 340 nhân 2 là 680 phút. Trong đó một ngày chúng ta chỉ có bao nhiêu phút thôi? 8 giờ là 480 phút thôi. Vậy thì anh công nhân này hoặc là tập thể công nhân trong nhà máy này ha, ở đây nó nói không có rõ. Có thể là anh công nhân, có thể là tập thể công nhân ha, thì chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu? 200 đô. À, sorry, 200 phút. Được chưa? Vậy thì như thầy đã nói, ở đây cái chính sách của doanh nghiệp sẽ là thưởng là gì? Thưởng bằng cái số lương bằng 75% cái số thời gian mà này tiết kiệm được. Tương ứng với chuyện là doanh nghiệp sẽ gì? Trả lương bằng 75% của 200 phút mà chúng ta tiết kiệm được. Đúng không? Là cái này. Ok. Rồi, chúng ta biết là cứ mỗi 60 phút thì anh trả thì công ty trả lương bao nhiêu? $6, đúng không? Vậy thì chúng ta tính được là cái gì? Mỗi một phút anh trả được bao nhiêu ha? Một giờ là trả được 60 phút. À, được trả được 6 đô. Thì chia cho lại gì? 6 chia 60 thì biết một phút trả được bao nhiêu? 0,1 đô. Bây giờ chúng ta sẽ trả thêm bao nhiêu? 200 phút nữa. Chúng ta nhân cho 200. À, ở đây nó làm gọn nhưng làm tắt nhưng mà thầy sẽ làm từng bước đó. Lên là 200 là 20 đô. Nhưng doanh nghiệp chỉ hứa thưởng là gì? Bằng 75% khoảng thời gian chúng ta tiết kiệm được thôi. Lấy 20 nhân 75 chia cho 100 ra được 15 đô bên này. À các bạn hiểu chưa? Ok. Rồi. Nhưng điều đây chưa phải là câu trả lời nha bạn. Nếu mà đây 15 đô chưa phải câu trả lời. Bởi vì sao? Nó hỏi là gì? Labor cost in a day nó sẽ bằng với basic rate of pay plus premium bonus, đúng không? Tức là gì? Chúng ta mới tính được cái khoản thưởng thôi, rồi một ngày bình thường nhân công cũng sẽ nhận được một khoản lương rất bình thường. Đây. Một ngày 8 tiếng làm được 6 mỗi tiếng 6 đô thì một ngày nhân công sẽ nhận được là 48 đô. À, 6 nhân 8 bằng 48. Thì ở đây với cái số tiền lương như thế này thì thầy nghĩ là đây chỉ là tính toán về tiền lương cho một người nhân công thôi, chứ còn nếu mà tính cho tập thể nhân công mà nhận được có 48 đô, sống mấy đô một ngày á, thì cái nhà máy này bóc lột mất rồi. À, thì thầy nghĩ đây là để dành riêng cho một anh nhân công thôi. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có 15 với 48 là 63. À, câu C là câu trả lời. Đúng. Ok các bạn ha. Thì cái bài tập này thầy sẽ up lên mạng cho nên các bạn đừng lo. Ha, còn nếu không bạn có thể theo dõi cái clip này bạn cũng biết được. Ok. Right. Rồi, đó là về bài tập về dạng premium bonus scheme. Ha. Và trong cái dạng này là hồi nãy chúng ta làm là về cái gì? Về hourly wage. À, tức là chúng ta làm về cái hệ thống là hệ thống trả tiền lương theo theo giờ. Vậy thì nếu lương theo sản phẩm làm được không? Vẫn làm được ha các bạn ha. Thì thầy sẽ đưa cho các bạn thêm một số cái bài tập ôn tập sau. Rồi. Vậy thì bây giờ nói với lại labor thì chúng ta sẽ có những cái ghi chú sau về cái con số người ta gọi mà mình tính ra gọi là labor cost ha. Thứ hết, trước hết á, cái khoản mà chúng ta trả lương cho người lao động nó sẽ gọi là net pay chứ không phải là labor cost. À, labor cost sẽ bằng với gross pay cộng với extra benefit. Ok, đây là thực tế.
Thực ra trong bài toán á, thì chúng ta sẽ không cần phải quan tâm lắm tới những cái này, nhưng đây là những cái ghi chú trong thực tế thôi. Nó có thể là xuất hiện dưới dạng câu nâng cao, chứ cơ bản thì không có ha. Và tại sao trả liền lương cho người lao động chúng ta chỉ có thể trả net pay chứ không phải là gross pay và extra benefit? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta, nếu chúng ta là doanh nghiệp, chúng ta sử dụng lao động, gọi là employer á, thì chúng ta sẽ phải đại diện người lao động trả những khoản sau, tax, thuế cho chính phủ. Thuế ở đây có nghĩa là gì? Là chúng ta đại diện người lao động trả thuế cho chính phủ và sau đó chúng ta trừ trực tiếp lại trên lương của người lao động. Rồi, kế tiếp là social benefits. Ở đây Việt Nam mình có cái bảo hiểm xã hội cũng là social benefit, tức là những cái gì? Những cái khoản bảo hiểm và những khoản chi phí về xã hội mà mình thay mặt người lao động trả. Thì cái phần này á, social benefit này thì thường doanh nghiệp sẽ trả một phần, ví dụ như bảo hiểm xã hội á, hay là bảo hiểm thất nghiệp á, thì doanh nghiệp sẽ trả một phần và người lao động sẽ trích lương trả một phần. Thì đây là trả bao nhiêu phần thì tùy vào chính sách của doanh nghiệp. Cho nên sau này các bạn đi làm, các bạn hãy chú ý rất kỹ về chuyện này và hỏi kỹ chuyện này ha. Là chính sách xã hội, chính sách tiền lương chúng ta được trả là bao nhiêu phần trăm, doanh nghiệp trả bao nhiêu, bạn trả bao nhiêu. Và thường những cái doanh nghiệp mà người ta có hệ thống lương rõ ràng, người ta sẽ nói trước cho các bạn biết luôn, rất là rõ ràng ha. Rồi, pension contribution to employees tương tự là lương hưu, hoặc là cái lương khi nghỉ việc, lương đền bù hợp đồng mà nhân viên được trả, cái quỹ lương hưu mà nhân viên đóng vào ha. Ok, thì thường quỹ nhân lương hưu thì cái người sử dụng lao động sẽ phải trả 100%, nhưng trong một số doanh nghiệp vẫn bắt người lao động trích một phần ra trả, nên các bạn phải cẩn thận chuyện này. Ok, rồi đây là những cái ghi chú thôi ha. Ba cái này các bạn đọc thêm cho nó biết, và có thể xuất hiện thì nếu xuất hiện là xuất hiện câu nâng cao thôi. Bạn nào muốn thì trước khi thi giữa kỳ có thể đọc kỹ phần này. Ok, rồi kế tiếp á, và trong cái video kế tiếp thì sẽ bắt đầu đi sâu và giới thiệu những cái khái niệm khác nữa về labor costing, về những cái dạng bài và những cái dạng chi phí nhân công đặc biệt ha, những cái loại dạng bài toán chi phí nhân công đặc biệt ha. Trong đó có hai cái khái niệm đặc biệt là overtime premium và idle time, tôi sẽ giải thích trong video kế tiếp.